Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Thành Úc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai cùng đoàn đã đến thăm và chúc Tết bệnh viện Đa khoa, công an và trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh huyện Thới Lai. Tại bệnh viện Đa khoa huyện Thới Lai, đoàn đã thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần các y bác sĩ, cố gắng nỗ lực điều trị cho các bệnh nhân đang điều trị để sớm bình phục để về vui Tết cùng gia đình. Tại cơ quan công an, các đồng chí lãnh đạo huyện biểu dương công tác chuẩn bị phục vụ người dân đón Tết, và yêu cầu các lực lượng tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo an ninh chính trị và an toàn giao thông trong những ngày Tết. Tại Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh quyện, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Thành Úc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyện, chúc cán bộ, biên tập viên, phóng viên của trung tâm hưởng một mùa xuân vui tươi và hạnh phúc và trong năm 2022 tiếp tục khắc phục khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra và luôn xứng đáng là cơ quan ngôn luận của đảng bộ và nhân dân của quyện.